Nhìn biết mới đi học rồi. Cầm này cho Phúc chứ. Cầm này. Này, các con này. Này đi học vui không? Thế, đi học vui không? Hôm nay có học được gì không? Có. Học gì? Ngồi ngồi đây chơi bố. Học chữ. Ngồi đây. Ngồi đây bố hỏi tí. Hôm nay được học được chữ gì rồi? Học được đầy đủ à. Có tập viết không? Sao điểm kia? Có. Rồi, có được có tivi không? Không. Chỉ được con mở đi phim lên. À, rồi con có được chơi có được ra sân chơi không? Được, nhưng mà chỉ được qua sân sau kia thôi. Sân sau để không phải sân chơi mà là sân gì là? Tập thể dục hả? Không, không phải. Sân để là sân có cái đúng một cái sân đun rồng với cái cát hết. Nay có quen được bạn nào không? Được, này. Bạn tên gì con nhớ không? Quen rồi nhưng mà bố cho con chơi mấy trò kia đôi chán rồi. Rồi con chơi đi, con chơi nhưng mà bố đứng ngoài quay nha, bố không có được vào đâu nha. Con chơi mấy trò bên ngoài mà. Giờ anh thích chơi trò nào? Anh chơi bà, con chưa xong đây chưa? Để bố đưa cả bố cầm cho. Kéo quần lên Thiên ơi, kéo quần lên. Đó, chơi trò gì nữa? Đi. Có dừng xe à? Có dừng xe à? Rồi, đi chậm thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn.